hello hello xin chào các bạn đã đến với thuần Bình đầu ngày hôm nay happy friday các bạn hôm nay là ngày thứ sáu tại hoa kỳ ở việt nam các bạn đã bước qua cuối tuần là ngày thứ bảy rồi thì trước hết tôi hy vọng các bạn và gia đình có một cuối tuần vui vẻ Hôm nay Thuận dành thời gian để mà làm video sớm một chút tại vì một lát nữa đó Thuận dành thời gian để mà xem cái cuộc đấu giữa Mike Tyson và Jack Paul các bạn. À, nhưng mà nào mà sẽ xem trận đấu này thì hãy cảm ơn dưới các bạn ủng hộ ai. Thuận đó thì ủng hộ Mike Tyson hơn để xem coi hôm nay như thế nào. Nhưng mà hôm nay nay chúng ta cũng có một loạt những thông tin Thuận sẽ cố gắng chia sẻ nhanh với các bạn để các bạn có thể tận hưởng cuối tuần. Chúng ta có những thông tin cực kỳ thú vị luôn các bạn, nhất là liên quan đến SEC Chúng ta cũng đã có một cái suy đoán khi nào thì chủ tịch SCC Gary Gansler mới từ chức các bạn và ngay bây giờ đang ngay cả đội của tổng thống trump cũng hoàn toàn có lòng tin là gary gansler sẽ từ chức và họ đang tìm người thay thế chúng ta cũng có một cuộc phỏng vấn cuộc phỏng vấn này đó là phỏng vấn brad gallenhouse chính là co-founder các bạn, người đồng sáng lập của Ripple và thông tin bây giờ đó là họ đã gặp riêng tổng thống Donald Trump và chúng ta cũng đã thấy là đồng XRP cũng đã tăng rất là nhanh các bạn ngày hôm nay đã vẫn tiếp tục tăng mạnh thì chúng ta sẽ xem cuộc phỏng vấn đó xem coi họ đã nói những gì và chúng ta còn nhiều thông tin nơi bật khác chúng ta tiếp tục có những cái thông tin liên quan đến Hoa Kỳ dự trữ Bitcoin và một số chi tiết và nhiều thông tin nơi bậc khác trong cái video này chúng ta bây giờ hãy bắt đầu nhìn vào tình hình của thị trường tài chính nói chung thì các bạn có thể thấy được là có ba chỉ số Điều là màu đỏ ngày hôm nay tiếp tục điều chỉnh các bạn. Theo tôi nhớ không lầm thì đây là ngày thứ ba liên tục. Chúng ta có cái sự điều chỉnh cho cả ba chỉ số là Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq. Trong đó chúng ta có chỉ số giảm nhiều nhất ngày hôm nay là chỉ số Nasdaq các bạn giảm 2.24%. Và đây là cái chỉ số mà có nhiều công ty công nghệ trong đó. Thì thường đó chúng ta thấy được là thị trường chứng khoán, chỉ số Nasdaq có cái sự tương quan cao với lại thị trường Bitcoin nhưng mà bây giờ thì không phải các bạn tuy ngày hôm nay chúng ta đã thấy được là chỉ số Nasdaq giảm là 2.24% coi như cũng giảm nhiều đó và đây là lần thứ ba liên tục giảm trong tuần này rồi nhưng mà chúng ta vẫn tiếp tục thấy là giá Bitcoin giữ được ở mức tốt và hôm nay đã thậm chí tăng là 3.4% các bạn bây giờ giá Bitcoin là hơn 91.000 đô nghĩa là còn tăng so với ngày hôm qua cho dù là chứng khoán không được tốt chứng khoán đã nguội lại các bạn sau khi mà tăng trưởng liên tục nhưng mà bình nói riêng đó thì không và chúng ta cũng đã thấy được là hợp đồng của dầu ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã thấy giảm thêm nữa giảm 2.55% các bạn coi như cũng giảm khá là nhiều ở mức là 66 đô 95 cent coi như là cũng ở uh, mức rất là thấp chúng ta có thể nhìn thấy được là hợp đồng của vàng ngày hôm nay thì tiếp tục giảm thêm một chút nữa giảm 0.21% ở mức là 2.567 đô cho một ounce vàng Chúng ta sẽ nói về Bitcoin và crypto một lát nữa nhưng mà trước hết chúng ta xem những cái thông tin liên quan thì thì chính nói chung ngày hôm nay thì cũng không có gì đặc biệt đâu các bạn ngoại trừ là chúng ta có thông tin liên quan đến công ty GM là công ty sản xuất xe ở Hoa Kỳ và họ đã ra quyết định là sẽ sa thải thêm một ngàn người chủ yếu đó là chúng ta có thể đang chứng kiến thị trường chứng khoán nguội lại sau khi mà tăng liên tục và chúng ta cũng đã thấy được là có cái lời phát biểu đến từ chủ tịch Fed John Powell ngày hôm qua về việc là trong những cái đợt hợp kế tiếp có thể họ sẽ không có nhanh chóng cắt giảm lãi suất như là mọi người nghĩ khiến cho chúng ta nhìn thấy được là bây giờ đó thì cũng giống như ngày hôm qua khoảng 60% là nhiên về chúng ta sẽ có thêm một đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 12 khi mà họ hợp nhưng mà chúng ta vẫn có 40% các bạn 40% là con số không hề nhỏ nghĩ là sẽ không có đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 12 này. Thì đây cũng là một cái thông tin mà làm cho thị trường chứng khoán bất hứng một chút các bạn. Tuy là vẫn nghiêng về là sẽ cắt giảm lãi suất nhưng mà các bạn cũng đã nhớ những cái tháng trước đó đó thì cái phần trăm này nó rõ ràng hơn thường các bạn thấy được là 80 90% nó như như một bên bây giờ đó thì 60 40 nó không rõ ràng nữa đó là những cái mà những nhà đầu tư chứng khoán suy nghĩ tới hiện bây giờ nhưng mà riêng về Bitcoin đó thì các bạn thấy được là vẫn tiếp tục có cái sự tăng trưởng bây giờ mức là 91.000 đô và cả trên crypto đó thì các bạn nhìn thấy được là có cái sự tăng trưởng là khoảng 2% ngày hôm nay vốn hóa một lần nữa đã hơn 3,1 nghìn tỷ và chúng ta cũng có nhiều all Coins là màu xanh như các bạn nhìn thấy trên màn hình đặc biệt chúng ta có một all Coins tăng trưởng mạnh tiếp tục đó chính là XRP các bạn trong vòng thời gian một tuần qua đó thì Bitcoin tăng khoảng chừng là gần 20%, Solana là khoảng 10%, các bạn được là Ethereum thì chỉ có 4.3% mà thôi. Nhưng mà chúng ta lại thấy là Dogecoin đã tăng rất là nhiều, 85% trong vòng một tuần qua và XRP đó thì tăng 61.2%. Có thể nói là trong cái thấp 10 này đó thì chúng ta ngoại trừ có đồng Dogecoin ra thì XRP là cái đồng tăng nhiều nhất trong vòng một tuần qua các bạn thì chúng ta sẽ xem một cái đoạn phỏng vấn các bạn. Đoạn phỏng vấn này đó là phỏng vấn Ripple co-founder Brad Gallinghouse đã có một cuộc gặp riêng với tổng thống Trump. Tuy là trong cái cuộc phỏng vấn này đó ông không có xác nhận nhưng mà các bạn đã được là cái người phỏng vấn đó đã xác nhận giùm ông và ông cũng không có phản đối, có nghĩa là ông đã có cuộc gặp riêng với tổng thống Trump rồi. Điều này rất là thú vị các bạn, tại vì các bạn cũng đã nhớ đó là người co-founder còn lại tại vì Ripple có hai người đồng sáng lập. Thứ nhất là Brad Gallinghouse và thứ hai đó chính là Chris Larson và Chris Larson là người mà đã quyên góp rất là nhiều tiền tôi nhớ là khoảng 20 triệu đô la cho bên của bà Harris chứ không phải là cho ông Trump nhưng mà bây giờ đã ông Trump đắc cử thì người đồng sáng lập còn lại đã gặp riêng ông Trump các bạn và chúng ta cũng thấy được là sau khi mà Trump đắc cử đó thì XRP đã tăng rất là nhiều tại vì đồng XRP này vẫn đang dính vào kiện tụng với lại SEC thì việc Trâm đắc cử đó có thể đồng nghĩa là cái việc kiện tụng này sẽ sớm chấm dứt mà thôi các bạn cũng đã thấy được là ngày hôm qua thường chia sẻ ngay cả những người mà họ từng làm việc với sec ủng hộ sec và không thích crypto họ cũng phải nhìn nhận sự thật đó là đừng cố gắng kiện tụng nữa đừng cố gắng chi tiêu tiền bạc lãng phí nhân sự nữa tại vì tới tháng 1 khi mà châm nhận chức thì những cái vụ kiện này cũng sẽ phải nhanh chóng đóng lại mà thôi chứ không thể tiếp tục nữa thì đừng lãng phí thời gian và tiền bạc ngay cả những người mà ủng hộ SEC mà Get Crypto họ cũng nhận ra điều đó rồi các bạn thì chúng ta cũng thấy đây là một những lý do tại sao chúng ta thấy những cái đồng mà liên quan đến kiện tụng như là XRP đã tăng mạnh chúng ta cũng thấy cổ phiếu của Coinbase cổ phiếu của Robinhood cũng đã tăng mạnh tại vì họ cũng dính vào kiện tụng với lại SEC nhưng mà chúng ta bây giờ hãy dành thời gian để mà xem cái video này nó dài khoảng chừng 4 phút các bạn hơi dài một chút nhưng mà tôi nghĩ nó cung cấp rất nhiều những cái thông tin thú vị về những gì đang xảy ra để Thuận chia sẻ cái clip này rồi chúng sẽ nói tiếp billion-dollar industry under a trump presidency. the blockchain payments company ripple, which uses xrp to enable transactions, jumped dramatically since election night, and it saw big surges earlier this week on speculation that its ceo held a meeting with the president-elect following his victory, and speculation that anti-crypto sec chief gary gensler might soon announce his resignation, which we just talked about with former sec uh, director norm champ. ripple ceo brad garlinghouse, is here in a Fox Business exclusive in studio to discuss all of this. Okay, a 70% gain since Election Day. Let me guess, you are a Donald Trump fan, at least, uh, of a presidency as he oversees a, a crypto world that he's very open armed to. For sure, uh, like w what a difference ten days makes. Uh, we, for years in the United States, have had an attack on the crypto industry. It's been war, and we finally, I think, have uh, a, a, you know a crypto president. The crypto industry has embraced Trump. Trump has embraced the crypto industry. He really has. He, he really has. I, I think it's very genuine, and I think he sees the opportunity. He sees innovation. He sees entrepreneurship. And look, the, the I'm very excited about what the future holds. I'll point out, if you were saying that XRP is up 70 plus percent. Since election day, the best performing crypto assets are all US companies or US technologies. This shouldn't be a surprise. The, the, the United States SEC has been manipulating and putting pressure on these US companies, US technologies, and now that pressure comes off and they explode upwards. We shouldn't be surprised by that. Hmm. So, that is since when that it's all US? That have really, really, since taken... Election Day. Okay, since, since so... Election Day, then that it, that really makes sense. It does, and if you can even put a number on this, like what what has Gary Gensler's war on crypto? You can put an amount on it. We went from 2.2 trillion mm -hmm. to basically three trillion. So th this was an 800 billion dollar unlock, just because we now are going to have rational actors who act lawfully. You know, as as you know well, states have now even participated in suing the SEC and saying you are not acting lawfully and enforcing the laws. I gotta ask you, the price of XRP earlier this week spasmed, it jumped about ten percent after you liked a tweet earlier that suggested you may have met with President elect Donald Trump. Any truth to those rumors? I mean, I think like many of your guests today, I'm not going to comment on too many specifics here. Suffice it to okay, say. Okay, that's a yes. No, I'm kidding. I'm <laughs> kidding. But I, I respect like, that. But to me, it's a yes. Like it, we have been active throughout this election cycle in being very pro crypto, pro innovation, and how do we make sure that this Congress, and you know, the, the president obviously is—it's a totally new day, and I, I could not be happier about like a, a Congress that I think is. As Norm said earlier, your guest, we got to get away from regulation through enforcement. That makes no sense. What about this yesterday, this lawsuit filed by 18 attorneys generals, I believe all from Republican states, suing the SEC, saying that they are allegedly overreaching when it comes to crypto regulation? Did you, you know that that was coming at all? We did not. And I say to all 18 of those attorney generals, welcome to the party. You know, look, we have been fighting, Ripple's been fighting this fight since the very beginning. We've spent literally over $150 million fighting the SEC, an unlawful war. And so I'm thrilled they're joined. I wish they would have joined earlier. Mm -hmm. uh, but, you know, even in their case, that the, what they filed cites the Ripple case over and over. And so they see what has happened. They see how Gensler has overreached. And I only wish there was a way to hold the SEC, hold Gensler, hold yeah. some of these people accountable. And we should say that earlier this week, Robin hood relisted XRP on its platform, driven by what they believe might be this new, more welcoming regulatory environment? For sure. I mean, this goes back to, like, the, the U.S. has finally unlocking this hostility. And I, I, I do think things like uh, Robinhood is saying, you know, I'm surprised they didn't do it sooner, but I'm glad they did it now. And, you know, I expect Robinhood, by the way, up 37 percent this month alone. Nice move for Robinhood. And, and he flat is 10 of the CEO sat here and said that crypto has been a huge driver for their bottom line. I mean, he said yeah. that it actually is an order magnitude, a 10 X decrease in cost for in order for him to trade. Brad, thanks for stopping by. It's great really to see, see you. you, Brad Garlinghouse. All right, folks. Uh, Đó là cái sự chia sẻ đến từ Brad Kellen House các bạn Thì những gì mà ông chia sẻ phần lớn chúng ta cũng đã nói đến trong vòng cả tuần qua rồi Nhưng mà một cái điều mà ông nói đó thường cảm thấy rất là hay Chúng ta cũng đã thấy được là vốn hóa của thiền crypto này đã tăng sau khi mà Trump đắc cử rồi à, Không phải là chúng ta nói tới đã trở về đỉnh cũ chứ tất cả những cái đồng Nhưng mà các bạn cũng đã thấy được là vốn hóa đã tăng rất là nhiều cho hầu hết tất cả đồng Đều có cái sự tăng trưởng Nhất là chúng ta nói tới Bitcoin đã liên tục đạt đỉnh mới Thì một cách nhìn ấy, là chúng ta có nghĩ đây là một cái đợt unlock chúng ta nghĩ đến unlock token là một cái điều xấu tại vì unlock có nghĩa là những người mà mua trước đó họ có thể là bán những cái token đó mà trước đây họ không thể bán nhưng mà khi mà chúng ta nói unlock cái này đó là unlock tiền các bạn giống như chúng ta có rất là nhiều người muốn đầu tư vào thị trường này nhưng mà họ không dám đầu tư chính là tại vì SEC một cách khác nó được nói đến trong cái video mới đây đó là SEC đang thao túng thị trường này thao túng ở đây nghĩa là họ thao túng tâm lý khiến cho nhiều nhà đầu tư đó họ hoang mang và không dám đi vào thị trường này nhưng mà họ rất là muốn khi mà chúng ta thấy trơm đắc cử đó thì cái sự thao túng đó nó đã biến mất dẫn đến dòng tiền đi vào thị trường này thì một phần đó là cái sự fomo nhưng mà một phần khác đó là cái sự unlock dòng tiền mà đăng lý đầu phải được có trong thị trường này rồi đó là điều được chia sẻ bởi brad jalen house các bạn và chúng ta cũng nói tới một công ty ngày hôm nay đó họ cũng đã thông báo là sẽ tích lũy bịch khôi đó chính là Solidian Technology, đây là một công ty công nghệ pin tại Hoa Kỳ, niêm yết trên sàn chứng khoán Nasdaq, vừa công bố chiến lược tài chính mới của họ. Họ cam kết là phân bổ 60% tiền mặt dư thừa từ hoạt động kinh doanh vào việc mua Bitcoin, nhấn mạnh niềm tin dài hạn vào Bitcoin như một tài sản chiến lược và nơi lưu trữ giá trị. Solidian nhấn mạnh rằng chiến lược này giúp đa dạng hóa kho bạc doanh nghiệp, phòng ngừa lạm phát và tăng giá trị cổ đông. Sau thông tin này đó thì giá cổ phiếu của Solinian cũng đã tăng rồi các bạn, không phải là giảm tại vì mới đầu đó thì là giảm nhưng mà kết thúc ngày hôm nay đó thì tăng 28.6% các bạn cho bạn thấy được là ngay sau đó thì mọi người cũng đang nhận ra điều này có thể khiến cho giá cổ phiếu tăng họ đi thu mua dẫn đến giá cổ phiếu tăng các bạn cũng có thể thấy được là tại sao một công ty lưu trữ bitcoin lại khiến cho giá cổ phiếu tăng một phần là tại vì những người khác nghĩ là điều này sẽ khiến cho những người khác nghĩ là giá cổ phiếu tăng cho nên họ mua dẫn đến giá cổ phiếu tăng hy vọng các bạn hiểu thông tin chia sẻ gì ở đây nó rất là thú vị luôn các bạn và các bạn có thể thấy được là ngày lại càng nhiều những công ty thông báo tương tự. Cái này cũng không có gì gọi là quá lạ đâu. Năm 2021 đó, lúc mà thị trường rất sôi động, chúng ta cũng có nhiều công ty họ thông báo như vậy. Nhưng mà không phải công ty nào cũng chịu đựng được mùa đông crypto đâu. Những bạn nào mà đã trải qua mùa đông crypto gần đây nhất năm 2022 cũng thấy được là cái khó nhất đó chính là tâm lý các bạn. Cho dù bây giờ các bạn có lòng tin vững chắc như thế nào nữa, tới khi mà mùa đông crypto đến thì các bạn sẽ lung lay tâm lý ngay lập tức rất là dễ luôn các bạn và những công ty cũng như vậy có thể nói được là những công ty mà họ công bố lưu trữ bitcoin dài hạn thì không phải công ty nào cũng làm được các bạn thấy được rất rõ ràng những công ty như là chúng ta nói tới Michael chỉ đã làm được chúng ta nói tới những quốc gia nhiều sao và đồ họ đã làm được nhưng mà không phải ai cũng làm được đâu các bạn thì bây giờ công bố như vậy đó thì coi như là thông tin tốt các bạn nhưng mà họ có thật sự chịu đựng được qua mùa đông crypto hay không thì lại là một chuyện khác nữa nhưng mà chúng ta cũng đã thấy, ngày lại càng có nhiều công ty họ muốn đi theo gót chân của MicroStrategy, không phải là chỉ riêng ở Hoa Kỳ mà chúng ta nói tới quốc tế cũng có nhiều công ty như là Madea Planet và nhiều công ty khác nữa các bạn. Tại vì đây là một cái cách kinh doanh mà chúng ta thấy được là công ty MicroStrategy là người tiên phong và đã có được những cái thành tựu rất là tốt. Chúng ta cũng sẽ xem một vài thông tin khác nữa liên quan tới MicroStrategy ngày hôm nay nhưng mà đây chỉ là những cái công ty mà họ trên sàn chứng khoán mà thôi tại vì họ phải công bố cho cổ đông biết là họ sẽ làm gì với cái số lượng tiền mà họ kinh doanh có được chứ còn những công ty tư nhân đó, thì chúng ta sẽ hoàn toàn không biết đâu các bạn giống như là thuận nếu như có một công ty tư nhân mà thuận không có trên sàn chứng khoán đó thì thuận cũng không cần phải công bố cho bất cứ ai biết là công ty của thuận đang thu mua bitcoin hết Tại vì điều đó không cần thiết Chỉ khi nào mà công ty của bạn niêm yết trên sàn chứng khoán và thôi Bao nhiêu công ty nữa đang thực hiện kế hoạch này chúng ta đều không biết Nhưng mà chúng ta bị hãy xem một cái clip ngắn của Michael Saylor Thì trong cái clip này đã Michael Saylor nói là Bây giờ so sánh cổ phiếu của Michael Strauss với toàn bộ tất cả cổ phiếu trong chỉ số SP500 Tất cả những cổ phiếu, những công ty lớn nhất của Hoa Kỳ thì như thế nào các bạn cũng thấy được là cái sự tăng trưởng của cổ phiếu chị đó là không một cổ phiếu nào có thể sánh ngang được trong vòng 4 năm qua. Ngay cả Nvidia là cái cổ phiếu mà tăng cực mạnh đó, thì cũng tăng đứng sau lưng Microsoft mà thôi. Và ông nói là chúng ta đã từng tự hào là chúng ta đã đánh bại họ nhưng mà bây giờ đã chúng ta đang đè bẹp họ. Điều này thậm chí không còn buồn cười nữa. Nếu bạn có thể sao chép mô hình kinh doanh của Nvidia, bạn sẽ làm như vậy thì tại sao mà bạn lại không có sao chép mô hình kinh doanh của Michael Strategy ông đã viết sách hướng dẫn và làm sao để đạt được hiệu quả như vậy tôi thường chia sẻ cái clip này với các bạn rồi chúng sẽ nói tiếp Okay, well how does that compare to all the S&P 500? Okay, NVIDIA is the number one and you can see that it's we used to be proud we were slightly beating them but now we're crushing them Right, this is not even funny anymore Now here's the thing if you guys can if you can copy Nvidia's business model I encourage you to do so I don't think Apple and Google and Microsoft and Amazon believe they can copy Nvidia's business model But I'm inviting all of you to copy my business model I'm telling everybody I'm singing it I'm yelling it from the treetops I'm showing you how I'm publishing the playbook it's the simplest thing possible any company can copy that Ngay bây giờ đó thì hầu như mọi người cũng đã công nhận Michael Saylor đã thành công làm được một điều mà họ không thể nghĩ có thể thành công được rồi các bạn. Đó chính là chiến lược tích lũy Bitcoin. Như thường đã từng chia sẻ với các bạn, trong một cái thế giới điên rồ, thì những người điên rồ nhất là những người mà lo trực nhất chúng ta đang sống trong một cái thế giới được vận hành bởi nợ lạm phát tăng cao thì chúng ta thấy được là những giải pháp này đó, nó không điên rồ như là các bạn nghĩ phần lớn đều đã công nhận là Michael đã thành không các bạn đương nhiên vẫn có một số người họ không có công nhận và họ vẫn nghĩ ông là một người điên rồ và công ty Michael Strat chỉ không tạo ra bất kỳ một giá trị gì thì cái đó không phải là các bạn Michael Strat chỉ là một công ty và hội đồng quản trị của công ty chỉ có một nhiệm vụ duy nhất mà thôi đó chính là tạo ra lợi ích cho cổ đông các bạn và cổ đông muốn gì người ta đầu tư công ty thì người ta muốn có lợi nhuận các bạn tại vì tiền có đây được sử dụng để mà đầu tư vào microstrategy strategy hay là dùng để đầu tư vào những công ty khác hay là những cái mảng đầu tư khác để tạo lợi nhuận các bạn tại vì người ta đầu tư người ta dùng tiền để mà kiếm ra lợi nhuận người ta đầu tư tại vì người ta muốn có cơ hội về hưu cho nên các bạn thấy được là cái điều quan trọng nhất vẫn là giá cổ phiếu phải tăng và đó là điều mà Michael Saylor làm được thì về cái phương diện đó ông đã rất thành công rồi các bạn và công ty Michael Strategy đã tạo ra rất là nhiều giá trị cho cổ đông và chúng ta cũng có thêm một số thông tin cũng rất là lạc quan các bạn chúng ta cũng đã thấy được là văn phòng luật sư của Hoa Kỳ tại Manhattan nghĩa là ở New York các bạn đang giảm mức độ ưu tiên trong việc điều tra các dự án liên quan đến crypto mặc dù các dự án về crypto đó thì vẫn được xử lý nhưng mà cái số lượng công tố viên tham gia vào các vụ này đó hiện đã giảm so với những năm trước đây đây là cái sự chia sẻ đến từ Scott Hartman đồng lãnh đạo nhóm đặc biệt về chứng khoán và hàng hóa tại quận phía nam của New York. Điều này hoàn toàn hợp lý các bạn. Các bạn đã nhớ ngày hôm qua thì uh, tổng thống Donald Trump cũng đã bổ nhiệm một người đó chính là Jay Clayton các bạn. Tại vì Jay Clayton sẽ là người lãnh đạo quận phía nam của New York và Donald Trump đã có các ưu tiên khác hướng tới một cách tiếp cận thân điện hơn với lại crypto. Các bạn có thể thấy được là Tổng thống Trump thì vẫn chưa có nhận chức nhưng mà cũng đã có một số những dấu hiệu rất là lạc quan cho thị trường này. Các bạn bổ nhiệm những người thân thiện với crypto khắp nơi luôn. Chúng ta cũng đã từng nói đến là trong những cái tên được nêu ra trong cái bộ nội các mới của ông đó, thì phần lớn là ủng hộ crypto các bạn. Và nói thật đó, thị trường này đã cũng không có cần ông phải làm gì quá nhiều thị trường này sẽ phát triển mạnh chỉ cần là những đơn vị như là SEC không có cản đường mà thôi thị trường này sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa thị trường này đã vốn đã có cái sự phát triển mạnh rồi chỉ cần không cản đường thì có thể phát triển mạnh mẽ chứ không cần phải làm gì nhiều và chúng ta cũng thấy được là khả năng cao là Gary Gensler chủ tịch SEC sẽ sớm từ chức khi nào thì bây giờ đó ước tính là sẽ từ chức vào cái ngày lễ tạ ơn các bạn Thanksgiving trong cái tuần đó Tại vì nếu như ông từ chức đó, thì ông sẽ từ chức trong cái thời gian đó để mà tận hưởng những cái ngày lễ với gia đình Chứ không lý do gì mà ông tiếp tục làm việc qua những ngày lễ rồi mới từ chức Cho nên bây giờ ước tính là trong vòng khoảng 2 tuần nữa chúng ta sẽ có thông tin lại kêu ra sự từ chức chúng ta phải chờ mới biết được các bạn nhưng mà theo nguồn tin từ đội ngũ của tổng thống Trump thì chủ tịch SEC mới sẽ có xu hướng ủng hộ crypto ngoài ra chính quyền Trump cũng đang xem xét trao thêm trách nhiệm cho CFTC đây là cái ban quản lý hợp đồng tương lai và hàng hóa của Hoa Kỳ trong việc quản lý crypto cho nên ai sẽ trở thành chủ tịch kế tiếp của CFTC cũng quan trọng không có kém đâu các bạn có khả năng rất là cao là tổng thống Trump sẽ không trao quyền quản lý crypto cho SEC cho nên ai là chủ tịch mới đó hầu như cũng không còn quan trọng nữa quan trọng ai sẽ là người lãnh đạo CFTC và như thường vừa chia sẻ chúng ta không cần một người mà phải làm quá nhiều trên thị trường này chúng ta chỉ cần một người mà hiểu thị trường này và đừng cản đường mà thôi thì thị trường này sẽ tiếp tục phát triển mạnh và chúng ta cũng đã thấy được là cái dự luật tức đi bitcoin ở Hoa Kỳ đã chính thức được ghi nhận và đang chờ đến lượt bỏ phiếu khi nào đó thì có thể phải đến tháng 1 lần các bạn chúng ta phải chờ Trump bắt đầu là nhận chức chúng ta có một hội mới từ Hoa Kỳ chứ sẽ không có sớm hơn đâu nhưng mà chúng ta cũng thấy được đây đã là một điều có thật rồi các bạn. Hồi xưa đó nói về cái chuyện là một ngày nào đó những quốc gia họ sẽ lưu trữ Bitcoin là một cái gì đó người ta gọi là điên rồ các bạn. Bây giờ đó là một điều của sự thật. Đây là một cái dự luật có thật các bạn. Đang ở trên trang web của Quốc hội Hoa Kỳ. Chúng ta đã đi rất là xa rồi. Và thượng nghị sĩ cũng đã đề xuất là bán vàng của Fed để mà tài trợ cho chiến lược dự trữ Bitcoin của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đó thì muốn sở hữu 1 triệu Bitcoin trong vòng 5 năm tới các bạn dựa theo cái dự luật này. Chi phí đó để sở hữu cái số lượng Bitcoin này sẽ lên tới 90 tỷ đô la theo cái giá hiện tại. Nếu như mà giá tiếp tục tăng thì sẽ tốn nhiều tiền hơn nữa. Và nếu như dự luật này được thông qua đó khả năng giá tăng rất là cao và giá càng tăng thì cái số lượng tiền cần để mà mua càng tăng lên các bạn. Cho nên đề xuất của bà là Bộ Tài chính báo cáo đang nắm giữ cái số lượng vàng trị giá là khoảng 675 tỷ theo giá trị hiện tại và đề xuất này nhằm chuyển đổi một phần nhỏ của lượng vàng đó thành BTC. Tại vì câu hỏi là tiền đâu để mà mua cái số lượng mịt này nếu như mà in tiền thì lại xảy ra lạm phát. Nhưng mà một cách khác đó chính là bán bớt đi một số vàng các bạn khoảng chừng là 13% số lượng vàng của Hoa Kỳ có thể đổi ra được cái số là một triệu BTC này. Đó là điều được chia sẻ ở trong cái dự luật của thượng nghị sĩ Elon Đương nhiên đây là một dự luật chúng ta phải chờ tới thượng viện bỏ phiếu rồi hạ viện bỏ phiếu rồi sau đó tổng thống mới ký. Cho nên không có lý do gì mà họ muốn nói về dự luật này bây giờ. Tại vì chưa được thông qua đi nữa đó thì tới bàn tổng thống thì tổng thống vẫn là tổng thống Biden các bạn <laughs> khả năng cao là sẽ bị phủ quyết. Cho nên phải chờ Trump nhận chức rồi sau đó chúng ta mới thấy bỏ phiếu cho dự luật này và đương nhiên dự luật nó sẽ được thay đổi liên tục cho đến khi nó trở thành luật khi nào mà có những câu chuyện mới hơn thì tôi chia sẽ chia sẻ với các bạn nhưng mà khả năng đó là chúng ta sẽ có một cái luật hoa kỳ dự trữ bitcoin có cao hay là không thì dựa theo cao các bạn đây là một cái trang web cá cược thì chúng ta cũng đã thấy được bây giờ đó khả năng đó là khoảng 58 nhưng mà ở trên poly market thì lại thấp hơn các bạn chỉ có 33 phần mà thôi và tôi không biết tại sao tại vì trước đây thì cái phần trăm ở đây nó lên tới là 60 sẽ được thông qua nhưng mà chúng ta được là mấy ngày gần đây ra đã giảm xuống còn có 33% mà thôi. Không biết tại sao mà nhiều người lại không có cái lòng tin là Hoa Kỳ sẽ có một cái luật lưu trữ Bitcoin như vậy. Và chúng ta cũng thấy được là không phải chỉ riêng là ở cái cấp liên bang đâu, ở những tiểu bang, giống như chúng ta nói tới là ở Pennsylvania, họ cũng đã đưa ra một cái luật tương tự rồi. Có nghĩa là cho dù chúng ta không có thấy là liên bang lưu trữ thì tiểu bang vẫn có thể lưu trữ và Hoa Kỳ có tới 50 tiểu bang lần các bạn. Và chúng ta có nói tới là ngày hôm qua đó thì Pennsylvania cũng đã có một cái đề xuất tương tự cho tiểu bang có thể lưu trữ Bitcoin làm tài sản dự trữ và chúng ta đã có thêm một số chi tiết các bạn, cái dự luật Quỹ dự trữ chiến lược Bitcoin được Hạ viện của bang Pennsylvania giới thiệu hôm qua sẽ cho phép ngân khố bang phân bổ 10% trong khoảng là 7 tỷ đô la quỹ của bang và Bitcoin nếu được thông qua thành luật chúng ta thấy được là cái sự quan tâm nó, nó ở khắp nơi luôn không những là ở riêng hoa kỳ mà quốc tế không những là ở liên bang hoa kỳ mà những tiểu bang họ cũng muốn tự giữ bitcoin nữa các bạn nếu như mà được thông qua đó thì các bạn có thể tưởng tượng năm sau nó sẽ sôi động như thế nào và chúng ta cũng đang thấy được là không phải đây là lần đầu tiên hay là hoa kỳ sẽ là quốc gia tiên phong để mà dự trữ bitcoin trong ngân sách được các bạn chúng ta cũng đã có những cái quốc gia khác như là Salvador chúng ta cũng đã có những quốc gia như là Bhutan cũng đã có những cái chiến lược tương tự rồi chỉ là hoa kỳ sẽ là cái quốc gia lớn nhất có chiến lược dự trữ bitcoin và điều này sẽ dẫn đến cái hiệu ứng domino các bạn dẫn đến lý thuyết trò chơi như ta đã từng nói đến những quốc gia khác sẽ không ngồi yên để thấy hoa kỳ tích lũy bitcoin đâu tại vì bitcoin vài chục năm sau như thế nào chúng ta cũng đương nhiên không biết bây giờ rồi giá yes, cả sẽ ra sao chúng ta cũng sẽ không có biết nhưng mà lỡ như bitcoin thật sự là lên tới cái mức là mười mấy triệu hai mươi triệu ba mươi triệu đô la một bitcoin như là một số người dự đoán đó thì như thế nào các bạn lúc đó họ muốn tích lũy thì đã quá trễ cho nên thà tích tụi bây giờ nó vẫn tốt hơn các bạn nó sẽ gây ra cái hiệu ứng domino lý thuyết trò chơi như chúng ta đã từng nói đến nhiều lần rồi và để thuần chia sẻ một cái clip với các bạn cái clip này đó thì cũng ngắn thôi khoảng chừng là một phút mười lăm giây đây là cái bài phỏng vấn của Kathy Wood các bạn Thì bà lặp lại là cái mục tiêu của năm 2030 Thì của công ty Ark họ dự kiến Bitcoin sẽ đạt được là Cái mức căn bản là khoảng 650 000 Nhưng mà nếu thị trường thật sự là Rất bullish có thể lên tới là một triệu rưỡi cho một Bitcoin Và bà nói là công ty tin tưởng Bitcoin đang nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ chính quyền Hoa Kỳ Và được công nhận là loại tài sản mới Thu hút các tổ chức lớn để chia sẻ cái clip này với các bạn. Và đương nhiên, Cathie Wood thì luôn rất là bullish về Bitcoin bao nhiêu năm qua các bạn. we have a 2030 target. In our base case, it's around $650,000. In our bull case, it's uh, between $1 and $1.5 million. Uh, now, remember, we were the first public asset manager to gain exposure to Bitcoin in 2015 at $250. And we still, at $90,000, I think we have a long way to go. Why? Uh, well, first of all, we're getting regulatory relief here. And I think that's one of the most important things coming out of this administration we will get regulatory relief on all kinds of innovation including uh, health care right. um, so the other thing is uh, we're, we're looking at Bitcoin now being viewed as a new asset class it's not just a global monetary system it's a new asset class and what that means is institutions and asset allocators generally are saying wait a minute this, right. this asset is behaving differently from all of our other assets right. we need to include so I think that's the next big move and uh, okay. uh, and if you look at years where the Bitcoin has halved and the inflation rate right. has gone now down to 0.9 it's usually had a nice big move. Điều mà Katy Wood chia sẻ ra thì cũng có một phần tương tự như là được chia sẻ bởi Brad House. chúng ta mới xem. Tại vì đó bà cũng nói đến là cái áp lực hầu như đã biến mất rồi các bạn. Thị trường đó cũng tăng trưởng nhưng mà luôn bị một cái áp lực đè nặng trong vòng 4 năm qua đó chính là cái áp lực pháp lý của Hoa Kỳ. Bây giờ đã không còn nữa thì bà rất là bullish về tương lai của Bitcoin. Và chúng ta hãy xem một clip này rất là ngắn luôn các bạn, chỉ có 57 giây mà thôi thì trên màn hình là tỷ phú Ron Barron. Ông nói là những người ủng hộ Bitcoin đã đúng Chúc mừng, tôi thừa nhận là tôi đã không hiểu Bitcoin như tôi hiểu Tesla hay là SpaceX. Để Thuận chia sẻ cái clip này và Thuận sẽ giải thích tại sao chúng ta lại phải quan tâm đến cái clip này. You brought up Bitcoin and before uh, we came on, you were talking about how you wanted to congratulate Joe on what he's bought with Bitcoin. Um, if you want to do it, this may be the opportunity. I promised I would remind you. So my idea look... is... Look there if you're gonna so, my it. idea about Bitcoin is that you've done the same thing with Bitcoin that I do with my businesses. So, you know more about Bitcoin than anyone else. I, so, you can't make a decision based on someone else's telling you and do the best. You have to do the work yourself. You've done the work yourself on Bitcoin. Congratulations on doing it. Congratulations on whatever it becomes. It wasn't for me, but good going. And for me, you. the work that you do on Bitcoin is the same kind of work that we do on SpaceX or Tesla all the other businesses in which we invest. That we know more about them than anyone else. You can't rely on someone else to tell you what to do. You have to be able to make a decision on what you know, not on what someone's telling you. That's right, and, and I, 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 don't think it takes that long. Ron đã công nhận là Bitcoin có giá trị. và ông đã sai khi mà ông đã không hiểu về bitcoin các bạn nhưng mà cái này là cái điều phụ mà thôi tôi nghĩ là tất cả chúng ta đầu tư vào thị trường crypto này nói chung đó thì chúng ta đi vào thị trường này đã luôn có một cái sự tin tưởng và kỳ vọng à, chúng ta thường có những cái meme chế nhiều lẫn nhau các bạn nhưng mà thật sự tôi nghĩ là đến cuối cùng đó, thì tất cả điều đó có một cái lòng tin vào thị trường này rất là dễ để mà nói là lý do tại sao mà giá bitcoin lên là tại vì mọi người FOMO đổ vào dẫn đến giá cả tăng lên. Đây là một cái thị trường đầu cơ, rất là dễ để nói như vậy khi mà chúng ta thấy thị trường sôi động à, và đó là một câu nói phủ nhận giá trị của thị trường này như thế nào các bạn tại vì nếu như các bạn nói giá khôi lên là tại vì mọi người đầu cơ nếu như mà chúng ta nhìn vào trong thời gian bao nhiêu năm qua đây các bạn mười mấy năm qua chúng ta đã từng trải qua những thời kỳ cực kỳ khó khăn các bạn giống như chúng ta nói tới là cái thời kỳ năm 2022 khi mà giá xuống 15.000 đô thì lúc đó ai FOMO các bạn khi mà giá xuống tới lúc là khoảng chừng 3.500 đô năm 2018-19 thì lúc đó ai FOMO khi mà giá xuống năm 2014 là 200 đô sau khi đã tăng từ 1.000 đô rồi giảm xuống còn 200 đô mùa đông năm đó thì ai FOMO các bạn? Câu trả lời là không ai FOMO hết. Người ta mua tại vì người ta thực sự có lòng tin vào cái loại tài sản này. Như là tất cả loại tài sản các bạn không phải ai cũng tin và nó cũng không phải phù hợp với tất cả mọi người. Cũng giống như là bất động sản vàng hay là chứng khoán hay là bất kỳ loại tài sản nào tùy theo là các bạn hỏi ai và nó có phù hợp với cái lối đầu tư của họ hay là không cho nên Bitcoin không phù hợp với tất cả mọi người nhưng mà cái đó cũng không có nghĩa là nó không có giá trị các bạn và giá trị là gì đây là một câu hỏi mà thường cảm thấy à, chúng ta đã nghe rất là nhiều lần rồi thường chia sẻ một cái thông tin với các bạn trên màn hình đây là cái thông tin liên quan đến cái giá trung bình của một căn nhà ở Hoa Kỳ chúng ta đã nói tới giá trung bình mà thôi tại vì ở Hoa Kỳ có tới 50 tiểu bang và mỗi tiểu bang có tới cả trăm thành phố các bạn mỗi thành phố đó thì giá nhà sẽ khác nhau chúng ta chỉ nói cái giá trung bình ở Hoa Kỳ mà thôi. Thì bạn đã nhìn thấy được trên màn hình đó, giá trung bình một ngôi nhà Hoa Kỳ trên căn bản là không tăng mà giảm nếu chúng ta tính theo Bitcoin. Giống như năm 2012 đó, thì tốn 50.616 BTC để mua một căn nhà trung bình ở Hoa Kỳ. Vài năm sau đó, năm 2000 2017 đó thì tốn 323 BTC để mua một cái ngôi nhà trung bình ở Hoa Kỳ. Dài năm sau nữa năm 2020 thì tốn 45 Bitcoin để mua căn nhà trung bình ở Hoa Kỳ. Rồi tới năm nay chỉ tốn có 6.6 Bitcoin để mua một căn nhà trung bình ở Hoa Kỳ mà thôi. Thì trên căn bản tại Hoa Kỳ, việc sở hữu một ngôi nhà ngày càng trở nên khó khăn đối với nhiều người. Nhưng mà giá trị trung bình của ngôi nhà khi mà tính vào Bitcoin đó thì đã, đang giảm dần các bạn. Đó chính là sự thật trong khi những người hoài nghi đó họ vẫn tiếp tục tranh cãi về giá trị nội tại của bitcoin là gì đó là câu hỏi đã khiến cho biết bao nhiêu người họ mất đi cơ hội để mà đầu tư vào bitcoin những cái thời điểm giá tốt đó là câu hỏi khiến cho biết bao nhiêu người mất đi cơ hội đầu tư vào cái thời kỳ mà những công ty công nghệ phát triển thời kỳ dot com các bạn biết bao nhiêu người đã mất đi nhiều cơ hội tại vì họ hỏi những câu như vậy khi mà chúng ta thấy à, bắt đầu có những công ty như là facebook những công ty liên quan đến mạng xã hội lên sàn chứng khoán nhiều người cũng đã nói là công ty này cũng không có giá trị gì làm sao kiếm được tiền các bạn tới cuối cùng thì các bạn cũng đang thấy được là những cổ phiếu đó đã tăng rất là nhiều cùng chính việc câu hỏi là họ muốn biết giá trị nội tại là gì khi mà chúng ta đầu tư mà hỏi câu hỏi là giá trị nội tại là gì? Khi mà chúng ta đầu tư vào chứng khoán đó thì tất cả chứng khoán giao dịch trên sàn không có giao dịch với cái giá trị nội tại các bạn mà nó giao dịch dựa trên những nhà đầu tư họ nghĩ gì về tương lai của công ty đó, giá của cổ phiếu phản ảnh cái sự suy nghĩ của nhà đầu tư về tương lai chứ không phải là giá trị nội tại. Các bạn mua một miếng đất một căn nhà cũng như vậy, các bạn nghĩ là đây là một cái gì đó các bạn đầu tư thì các bạn suy nghĩ đến là giá cả tương lai ra sao và thị trường sẽ phản ảnh cái giá tương lai của tài sản đó chứ không phải là cái giá trị nội tại thì khi mua Bitcoin cũng tương tự như vậy các bạn và những người hoài nghi họ cho rằng nó chỉ là một cái xu hướng nhất thời thì câu hỏi thật sự là liệu nó có giúp bạn đạt được những gì bạn coi trọng nhất trong cuộc sống hay là không dù đó là sở hữu ngôi nhà mơ ước hay là cải thiện tài chính nếu Bitcoin có thể mang lại kết quả đó thì nó chắc chắn là có giá trị đối với bạn có thể là nó không có giá trị với một người khác nhưng mà nếu như mà bạn nghĩ Bitcoin có thể giúp cho bạn có thể đạt được những cái gì bạn coi trọng nhất trong cuộc sống gia đình hay là tài chính thì nó sẽ có giá trị đối với bạn bạn muốn chứng minh là mình đúng hay muốn kiếm tiền thì thường chỉ muốn kiếm tiền mà thôi các bạn <laughs> và trên căn bản thì chúng ta cũng không có cần những người như là tỷ phú ron baron công nhận đâu tại vì khi chúng ta đầu tư vào thì chúng ta cũng đã biết rủi ro và chúng ta cũng đã biết cái sự mạo hiểm và cái lợi nhuận có thể mang lại là như thế nào rồi và chúng ta cũng có những cái thông tin cũng rất là lạc quan giống như chúng ta thì được là có một cái công ty phát hành stablecoin có tên là PVNK. Đây là một công ty ở nước Anh các bạn và họ cũng đã chuẩn bị kêu gọi vốn và họ muốn kêu gọi vốn là khoảng 50 triệu đô la và chúng ta cũng có một cái thông tin khác nữa liên quan tới Tether các bạn. Tether cũng đã giới thiệu Hadron nền tảng token hóa tài sản thật cho phép doanh nghiệp và quốc gia phát hành token cho các tài sản như là cổ phiếu, trái phiếu, stablecoin và hàng hóa. Nền tảng tích hợp chặt chẽ KYC và AML đồng thời hỗ trợ các sản phẩm tài chính phức tạp như là giỏ tài sản thế chấp cho phép phát hành token đại diện cho các giỏ hàng hóa hoặc là tài sản được đảm bảo. Hadron xuất hiện khi mà token hóa tài sản đã trở thành xu hướng dự kiến đạt giá trị là 10,9 nghìn tỷ đô la vào năm 2030. Và mới đầu đó thì cái nền tảng này của Tether sẽ hỗ trợ những công ty phát hành token trên Ethereum, Avalanche và mạng lưới Liquid Network, một cái mạng lưới tầng 2 của Bitcoin. Và sau này sẽ có mạng, uh, trên mạng lưới của Thun các bạn. Thì cái này nó có nghĩa là thay vì các bạn phải tự làm một nền tảng để token hóa tài sản của mình, các bạn có thể liên hệ với lại Tether, họ sẽ hỗ trợ các bạn token hóa tài sản của mình. Rồi đương nhiên họ sẽ tính cái phí rồi, đây là một cái dịch vụ mà họ sẽ cung cấp. Thì khi mà chúng ta thấy tình hình tốt đó, sẽ có nhiều tin tức tốt. như bạn cũng cảm thấy thắc mắc, cái này cũng không có gì là thắc mắc đâu các bạn. Tại vì nhiều công ty đó, họ sẽ không có muốn đầu tư hay là mở rộng cho dù họ đã kế hoạch rồi nhưng mà họ không muốn là bỏ tiền đầu tư hay mở rộng trong thời điểm thị trường không tốt họ đợi đến khi thời điểm tốt đó thì họ mới đầu triển khai cho nên chúng ta mới thấy được là khi mà tình hình trở tốt nhiều thông tin tốt ra liên tục tại vì những thông tin đó nó bị đè nén khi mà tình hình xấu cho nên khi mà tình hình tốt đó thì những công ty họ lần lượt ra những cái thông tin đó giống như các bạn muốn kêu gọi vốn cho dự án crypto của mình thì trong cái thời điểm downtrend hay là mùa đông crypto năm 2022 đó không phải là cái thời điểm thích hợp để mà kêu gọi vốn các bạn các bạn sẽ phải chờ cho đến cái thời điểm này mới là thời điểm tốt để mà kêu gọi vốn và ngược lại khi mà tình hình chợ xấu đó chúng ta thấy có rất nhiều tin xấu ra dồn dập thì thuận không nghĩ đó là một ngẫu nhiên nữa các bạn có ai đó nó cố tình giữ những tin tức xấu và họ ra dồn dập như vậy để mà thao túng thị trường Chúng ta cũng có một cái cập nhật đến từ Cardano Foundation. Đây là một trong những cái đơn vị mà hỗ trợ phát triển Cardano các bạn. Thì họ cũng đã công bố cái số tiền họ đang có. Nói chung đó thì họ đã chi tổng cộng là 23,7 triệu phân bổ à, thành ba lĩnh vực các bạn. Thứ nhất là phát triển ứng dụng họ sử dụng khoảng chừng là 13 triệu. Giáo dục là khoảng hơn 4 triệu. Tăng cường hạ tầng là khoảng 2,12 triệu và khoảng 4 triệu rưỡi đô la khác được dùng cho cái chi phí vận hành cốt lõi và các bạn có thể được là tổng tài sản của họ đó thì bây giờ ước tính là khoảng gần 500 triệu các bạn Trong đó 80% là token ADA Kế đó, đó chúng ta có khoảng chừng 10% đó là Bitcoin và 7.4% là đồng đô la Có nghĩa là nếu Bitcoin và Cardano token tiếp tục tăng trưởng thì cái số tiền họ có để tính hoạt động nó sẽ tăng lên theo thời gian Và chúng ta cũng có một cập nhật đến từ Ethereum thì tại hội nghị DEFCON ở Bangkok đó Nhà nghiên cứu Jason Gray của Ethereum Foundation đã trình bày kế hoạch nâng cấp lớn cho lớp đồng thuận của Ethereum mang tên là BeamChain. Thì BeamChain là gì các bạn? Các điểm chính của kế hoạch này đó, thứ nhất là cải tiến cái lớp đồng thuận. BeamChain tập trung vào cải tiến lớp đồng thuận hay gọi là BeaconChain nơi mà xử lý và ghi lại giao dịch trong khi giữ nguyên các lớp dữ liệu thực thi. Tăng tốc thời gian hoàn tất giao dịch từ 15 phút hiện tại xuống mức hoàn tất ngay lập tức như là Single Slot Finality giúp giảm rủi ro, thay đổi giao dịch và cải thiện hiệu suất và công nghệ hiện đại tích hợp Start bằng chứng không tiết lộ để xác minh chuỗi đảm bảo bảo mật, ứng dụng mật mã an toàn trước máy tính điện tử Post Quantum Cryptography giảm yêu cầu staking từ 32 xuống còn 1 Ether để mà tăng tính tiếp cận cho người xác thật các bạn và cũng hỗ trợ Zero Knowledge tích hợp công nghệ Zero Knowledge Proofs bằng chứng không kiến thức trực tiếp vào lớp cơ sở của Ethereum tầng 1 tạo Nền tảng hỗ trợ tốt cho các quỹ Rollups Layer 2 như là Polygon, ZK EVM và ZK Sync. Nói chung, tôi có thể tiếp tục đọc tiếp các bạn, nhưng mà đây là một cập nhật sẽ rất là lớn đối với lại Ethereum. Đó chính là cái bước kế tiếp của họ. Mạng lưới Ethereum sẽ tiếp tục được cải tiến. Đó là điều mà các bạn có thể nhận ra được ở đây. Nhưng mà khi nào đó thì chúng ta cũng đã thấy được là những cái này sẽ cần thời gian. Lộ trình thực hiện đó là năm 2025, phát triển thông số kỹ thuật năm 2000 2026 triển khai thử nghiệm trên các phần mềm client vào năm 2027 kiểm tra thử nghiệm toàn diện và áp dụng có nghĩa là chúng ta thấy được kế hoạch này để là tới trong cái thời gian bây giờ tới năm 2027 lần các bạn và Ethereum nó bây giờ vẫn là cái mạng lớn có nhiều cộng đồng các bạn và vốn hóa đứng thứ hai của Bitcoin nhưng mà vài năm sau nữa năm 2027 đó thì không biết có lâu quá hay không các bạn chúng ta phải chờ để có thêm thông tin nhưng mà các bạn cũng đã thấy được là đối với lại cập nhật này đó thì đội của Ethereum nói chúng ta gọi đó là gì cũng được nhưng mà đừng gọi nó là Ethereum 3.0 <laughs> chúng ta cũng thấy hôm nay đó có khoảng 2.000 Bitcoin khoảng chừng là 179 triệu đã được giữ từ khi mà Bitcoin chỉ có 6 cent các bạn thời kêu của Satoshi đã được di chuyển thì nhiều khi đó thuận có cái suy nghĩ lâu lâu chúng ta thấy được là những cái bitcoin rất là cũ hồi xưa rồi được di chuyển nhưng bitcoin mà chúng ta nghĩ là đã mất khóa cá nhân đâu còn bị di chuyển thì không biết là có phải người đó vẫn còn sống hay là người thân của họ kiếm được khóa cá nhân hay là họ bị hát các bạn tại vì theo thân hiểu đó thì những cái bitcoin hồi xưa cái cách bảo mật đó thì nó không phải giống bây giờ tại vì cái địa chỉ nó khác với bây giờ thì có thể là sẽ có khả năng là bị hát bây giờ thì không thể các bạn nhưng mà những cái địa chỉ ví hồi xưa thì có thể theo tôi hiểu là như vậy và chúng ta cũng có một cái thông tin là Comcast, Disney và IBM nằm trong số các nhà quảng cáo quay trở lại X sau khi mà họ tạm ngừng quảng cáo các bạn và chi tiết hơn đó, thì chúng ta đã có tổng cộng là những công ty lớn này IBM, Disney, Comcast, Discovery, Warner Bros và Landgate đã trở lại quảng cáo trên X rồi và cái mối quan hệ của Elon Musk với Donald Trump nó có thể thúc đẩy một số nhà quảng cáo suy nghĩ là việc chi tiền quảng cáo trên X là có lợi cho kinh doanh các bạn. Khi thầy nó chia sẻ không có bạn bị bệnh viện không có kẻ thù bệnh viện chỉ có lợi ích bệnh viện mà thôi ngay sau khi mà Elon Musk đã nói với CEO của Disney là go <laughs> F yourself các bạn như các bạn nhìn trên màn hình thì cuối cùng họ cũng đã trở lại và điều này đó thì tốt với rất là nhiều bạn hoạt động trên X tại vì điều này có nghĩa là chúng ta sẽ có nhiều tiền quảng cáo hơn và chúng ta hãy dành thời gian để mà nhìn vào tình hình của Bitcoin ETF và Ether ETF. Ngày hôm nay đó, tuy các bạn thấy được là giá Bitcoin cũng có cái sự tăng trưởng nhưng mà chúng ta lại thấy tiếp tục có dòng tiền rời khỏi. Ngày hôm qua đó chúng ta thấy dòng tiền rời khỏi là 400 triệu. Cũng đỡ là chúng ta thấy BlackRock vẫn tiếp tục tích lũy không trùng bước các bạn nhưng mà chúng ta thấy có nhiều quỹ bán ngày hôm qua. Hôm nay đây chúng ta cũng thấy có nhiều quỹ bán. Bây giờ đang âm 187 triệu. Chúng ta vẫn chưa có những cái thống kê đến từ những công ty như là Fidelity hay là BlackRock và Y ETF thì như thế nào các bạn hiện giờ đó chúng ta đang chứng kiến dòng tiền ra nhưng mà chủ yếu là đến từ Rescale mà thôi âm um, 40 triệu hôm qua cũng có dòng tiền ra nhưng mà không đáng kể các bạn khoảng chừng 3 triệu mà thôi và một lần nữa Blackrock vẫn tiếp tục thu mua đó là điều quan trọng và chúng ta cũng thấy được là phần trăm bị cho có lời đó thì hôm nay đã có sự hồi phục trở lại thì bây giờ đó, thì đương nhiên hơn 99% của cái số là Bitcoin đang có lời dựa theo tài liệu on chain từ Classno các bạn tại vì bây giờ là 91 000 chỉ như mơ nào mà mua hơn 91 000 mới không có lời mà thôi và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này và những người nào muốn ủng hộ và tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuận Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới video này để tìm hiểu những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, XM, Binance, Alineax và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp Tạm biệt các bạn